Và chào tất cả anh em đã đến với phiên bản Alpha Test của tháng 10 nha. Và trong video này mình sẽ tiếp tục trải nghiệm một cái trang bị vũ khí mới trong cái phiên bản tháng 10 nè. Tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh nha anh em, Miko nè. Đây là tên lửa của Mỹ nha anh em, đây thông tin của tên lửa nè. Một tên lửa chống hạm siêu thanh của Mỹ đáng chú ý vì kích thước nhỏ mà không ảnh hưởng đến tầm bắn hiệu quả nè, so với các loại tên lửa tương tự nè. Đó, và ok nè. Giờ mình sẽ vào trận đấu, mình test nhanh cái mẫu tên lửa Miko này nha nè. Mình xem cái thông tin chỉ số của mẫu tên lửa này trước nè. Sát thương nha, 10 full cấp nha anh em, 12.350. Phạm vi là 13 km nè, thời gian nạp đại là 5, 7, 9, 15 giây. Số lượng là 26 nha. Đó, và ok mình sẽ vào trận đấu nha. Ok nha anh em. Và mình đang test trên tên lửa Miko này trên con tàu F125 nha anh. Con tàu miễn phí của Bass tháng 10 nè. Con tàu đi trang bị 6 hộp pháo nè, bắn rất là đã luôn. Rồi đây là tên lửa Miko nè, nó bắn thẳng đứng nha nè. Nó phóng thẳng đứng lên. Đây, mình phóng này cho nó dính tận băng này. Nè, đó, nó phóng thẳng đứng lên là nó bị dính tận băng. Bỏ ra ngoài này một xíu mới bắn được anh em. Nó phóng thẳng đứng quá nên là nó cao quá nè. Đây đây. Để mình xem nó có bắn được ống phóng ngư lôi. Nó không bắn được ngư lôi nha anh em. Cái pháo ở trên tàu F125 này nó không bắn được ngư lôi đâu. Đây mình test góc nhìn thứ ba trên cái mẫu tên lửa Miko này cho anh em xem nè. Đây. Test góc nhìn thứ ba nè, bay nè. Đó. Phóng thẳng đứng luôn. Xịt luôn. Ở khoảng cách xa này phòng sau nó bắn rụng hết rồi. Đó. Ôi, cái con tàu không người lái này cho nó đi về cảng luôn. Góc nhìn thứ ba nè, đó, bay trên cao bay xuống nè, đó, phòng không bắn rụng liền. Chưa kịp tiếp cận tàu là rụng rồi. Tên lửa này không ngon nha, bình thường thôi. Cái kiểu này nó phóng đứng cũng hơi bất tiện xíu nè. Khi có máy tản băng này nó cản thì cũng bắn nó dính vô máy tản băng.
coi thấy chưa, phòng không thì laser nó bắn rụng cũng càng. Đó, quá cười luôn. Đó, xịt xịt khoảng có 80% thôi nè, 80% mà phòng không nó bắn rụng đó. Ok nha nè. Đó, và rồi mình đã trải nghiệm cái mẫu tên lửa Mikon nè anh em nè. Đó, tên lửa chống hạm siêu thanh nè, nhưng mà nó khá là phế luôn anh em. Phòng không boss nó bắn rụng, bắn xịt khoảng có 80%. Ok nha anh em. Và anh em thấy cái mẫu tên lửa này như thế nào, hãy để lại bình luận của anh em vào video này nha. Ok, mình đã vào trận đấu nè. Đó, map bản đồ Bắc Cực nha. Mình test thử cái tên lửa Miko. Miko. Ok nha anh em. Và mình đang test trên tên lửa Miko này trên con tàu F-125 nha. Con tàu miễn phí của Bát tháng 10 nè. Con tàu đi trang bị 6 khẩu pháo nè, bắn rất là đã luôn. Rồi đây là tên lửa Miko nè, nó bắn thẳng đứng nha nè, nó phóng thẳng đứng lên. Đây, mình phóng này cho nó dính tận băng này. Nè, đó, nó phóng thẳng đứng nên là nó bị dính tận băng. Ở ra ngoài này một xíu mới bắn được anh em. Nó phóng thẳng đứng quá nên là nó cao quá nè. Đây, đây. Để mình xem nó có bắn được ống phóng ngư lôi. Nó không bắn được ngư lôi nha nè. Cái pháo ở trên tàu F-125 này nó không bắn được ngư lôi đâu. Đây mình test góc nhìn thứ ba trên cái mẫu tên lửa Mikon này cho anh em xem nè. Đây. Test góc nhìn thứ ba nè, bay nè. Đó. Phóng thẳng đứng luôn. Xịt luôn. Ở khoảng cách xa này phòng sau nó bắn rụng hết rồi. Đó.
Ơi cái con tàu, tàu không người lái nè, cho nó đi về cảng luôn. Góc nhìn thứ ba nè, đó, bay trên cao bay xuống nè, đó, phòng không bắn rụng liền. Chưa kịp tiếp cận tàu là rụng rồi. Tên lửa này không ngon nha, này bình thường thôi. Cái kiểu này nó phóng đứng cũng hơi bất tiện xíu nè. Khi có máy tảng băng này nó cản thì cũng bắn nó dính vô máy tảng băng. Ồ thấy chưa, phòng không tia laser nó bắn rụng cũng càng. Đó, quá cùi luôn. Đó, xịt xịt khoảng cái 80% thôi nè, 80% mà phòng không nó bắn rụng đó. Ok nha nè. Đó và rồi mình đã trải nghiệm cái mẫu tên lửa Mikon nè anh em nè. Đó tên lửa chống hạm siêu thanh nè, nhưng mà nó khá là phế luôn anh em. Phòng không boss nó bắn rụng, bắn xịt khoảng có 80%. Ok nha anh em. Và anh em thấy cái mẫu tên lửa này như thế nào, hãy để lại bình luận của anh em vào video này nha.